Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng truyện dài kỳ vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh truyện ngôn tình cổ đại. Hôm nay Totoro sẽ gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thứ Nữ Hữu Độc của tác giả Tần Dặn. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, tài khoản PayPal hoặc ví Momo, Chan đã ghi ở phần mô tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 226: Đêm mưa kinh hồn. Lý Vị Ương cưỡi tiểu bạch mã đi theo sau Nguyên Liệt, chậm rãi hướng về phía thảo nguyên. Tiếng hiến lễ dần dần biến mất trong thảo nguyên thoáng đãng. Phía trước là khoảng đất trời yên tĩnh, gió chậm rãi thổi qua hai gò má nàng, làm tâm tình Lý Vị Ương không ngừng dao động đã dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, trời đất như có một lực lượng thần bí làm cho thân thể nàng dễ chịu. Người ta thường nói thảo nguyên là nơi có khí thần tốt nhất, có thể làm cho người ta tinh thần phấn chấn, tiêu trừ mệt nhọc. Lời này xem ra không sai. Hai huynh muội Triệu Nguyệt và Triệu Nam thấy bọn họ sóng vai giục ngựa, cũng không lên quấy rầy. Hai người liền cưỡi ngựa âm thầm bảo hộ phía xa. Lý Vị Ương cởi bỏ áo choàng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây trên trời. Nguyên Liệt ở một bên mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt nàng thanh tĩnh, bóng dáng thánh khiết dưới đám mây, vẻ mặt nàng khi chuyên chú nhìn vào không trung như vậy lại thập phần yên tĩnh. Nguyên Liệt cười rộ lên, hắn nghĩ nàng sẽ thích loại cuộc sống này. Sau những chuyện xảy ra mấy ngày qua, giờ bỗng nhiên được thả lỏng tâm tình cũng tốt. Hắn không khỏi nghĩ tới tương lai, khi tất cả đều đã kết thúc. Nếu đến thảo nguyên này hoặc đi chu du thiên hạ đều là lựa chọn không tồi. Lý Vị Ương dọc theo con đường càng chạy càng xa. Tiểu mã trắng nõn vừa mới phục tùng nàng nhưng lại dường như có linh tính. Lý Vị Ương khẽ động, nó đã biết nàng muốn đi nơi nào, theo tâm ý của nàng một đường chạy về phía trước. Đúng lúc này, Nguyên Liệt đột nhiên nói, trên trời có mảng mây đen, chắc là sắp đổ mưa rồi. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, quả thực thấy sắc trời trở nên tối hơn, không khỏi mở miệng nói, thời tiết này trên thảo nguyên cũng sẽ có mưa to sao? Nguyên Liệt gật gật đầu nói, nơi này mưa đến nhanh mà qua cũng nhanh, có lẽ do có khoảng không bao la, mây đen dày đặc, hơn nữa lại có cuồng phong, có lẽ lát nữa sẽ có mưa to, chúng ta vẫn nên sớm trở về, ngày mai lại tới. Lý Vị Ương lưu luyến nhìn lướt qua thế giới rộng rãi trước mặt, lập tức gật gật đầu nói, được. Vừa dứt lời, đột nhiên lại nghe thấy Triệu Nguyệt lớn tiếng hô, tiểu thư, chủ tử, có mai phục. Lý Vị Ương sửng sốc, chợt bị Nguyên Liệt kéo thẳng lên ngựa của hắn. Tiểu bạch mã kia mờ mịt một lát, cũng lập tức tung vó chạy. Lý Vị Ương bất chấp những thứ khác, chỉ nghe thanh âm, tiến hành mà làm. Không biết những mũi tên từ chỗ nào thẳng hướng bọn họ bay tới. Những mũi tên này bắn ra đúng lúc đầy trời mưa gió. Căn bản còn có hơn 20 hộ vệ đi theo Nguyên Liệt, đứng cách đó không xa. Bọn họ đã xông lên bảo hộ. Triệu Nguyệt cùng Triệu Nam một trái một phải dụng ngựa tiến lên, vung trường kiếm đem những mũi tên đó đánh xuống, thật vất vả mới tránh khỏi một vòng tấn công. Tên bay như mưa làm người gục ngã, mùi máu tanh dày đặc bay lên. 20 hộ vệ của Nguyên Liệt đã tổn hao mất một nửa. Trên bầu trời chim ưng không ngừng bay xoay quanh, làm người ta vô cùng khiếp sợ. Tận cùng trời đất dường như có trận cuồng phong cuồn cuộn cuốn lấy người ngựa đối phương càng ngày càng nhiều. Nhưng vào lúc này, Lý Vị Ương mới phát hiện, bọn họ không biết từ lúc nào lại bị vô số người mặc quân phục binh lính thảo nguyên vây quanh. Những binh lính cùng với người bình thường vẫn thấy không giống nhau. Thân hình càng thêm cao lớn, làn da ngăm đen, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn, cánh tay xăm một đồ đằng thần bí, làm cho người khác nhìn mà kinh hồn táng đảm. Có khoảng 1.000 người, bọn họ đột nhiên gào lên một tiếng, như bão tố tiến về phía Nguyên Liệt đánh tới. Hộ vệ Nguyên Liệt mang đi đều không phải là hạng tầm thường, bọn họ thập phần tinh nhuệ, được huấn luyện giết người. Binh lính thảo nguyên khó có thể kháng cự, trường kiếm trên tay có thể tru sát mười mấy tên thảo nguyên dũng sĩ cùng một lúc. Bọn họ đều được dùng để làm nhiệm vụ tàn sát thảm khốc. Nhưng lần này, đối phương người nhiều vô kể giống như thủy triều, bọn họ mỗi người lấy một địch trăm cũng không có cách nào chống đỡ được tiến công mạnh như vậy. Cờ hồ không nhìn thấy điểm cuối, dũng sĩ thảo nguyên không sợ chết vọt lên, dùng một đao chém vào yết hầu bọn họ. Bất quá chỉ trong chốc lát, năm tên hộ vệ liền biến mất trong dòng binh lính thảo nguyên. Bọn lính vượt qua thi thể của các hộ vệ rồi lại tiếp tục xông lên. Cảnh tượng như vậy thật sự là làm cho lòng người cảm thấy kinh sợ đến cực điểm. Đây không phải là binh lính thảo nguyên bình thường,
Nguyên Liệt nét mỉm cười không còn sót lại chút gì, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào giữa đám kỵ binh đang tới gần. Đối phương gào thét, chiến mã của bọn họ giống như nước sôi bôn chạy mà tới, như dã thú cắn người. Trên người binh lính đều có vết máu loang lổ như đâm vào bụi gai. Cứ thấy việc đã tổn hại hơn 10 người, những hộ vệ còn lại vẫn như trước vọt lên. Bọn họ lại không nghĩ đến những người đã chết, cùng nhau phóng ngựa bay vút trong không trung, đón nhận đợt tiến công của những dũng sĩ thảo nguyên không sợ chết. Nguyên Liệt rút trường kiếm, kiếm phong chợt lóe giống như nguyệt hoa tả hạ. Khi trường kiếm giơ lên, tựa như ánh sáng duy nhất trong đêm đen, triệu hồi hộ vệ còn ẩn nấp trong bóng tối. Phía sau, Nguyên Liệt không biết từ khi nào xuất hiện rất nhiều hộ vệ mặc áo đen, số lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng khi thế chi tráng, lại như có thiên quân vạn mã. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm, đến một tia ánh sáng cũng không có. Chỉ có trường kiếm trong tay Nguyên Liệt phát ra ánh sáng tuyết trắng ở trong bóng tối. Bầu trời lại như trước, chiếu không ra bộ mặt của hộ vệ áo đen. Giờ phút này, bắt đầu đã có giọt mưa rơi xuống, rơi vào áo choàng đen của bọn họ. Nước mưa bắn tung tóe nổi lên bọt nước, như có một tầng ánh sáng nhạt bên người. Trường kiếm của Nguyên Liệt gạt xuống, hộ vệ áo đen liền rút trường đao bên hông, dụng ngựa giơ roi, quay cuồng xông vào đám binh lính thảo nguyên. Trường đao trên tay bọn họ âm lãnh mà sắc bén, mang theo hàn khí. Trong đêm mưa không nhìn rõ, nhưng những người đó như có thể thấy mọi vật, cứ thẳng hướng binh lính thảo nguyên xông tới. Thủ lĩnh thảo nguyên tức giận nói, bắn tên. Ngay lúc đó hơn 1.000 mũi tên đồng loạt phóng ra, cung tiễn là vũ khí mà người thảo nguyên kiêu hãnh nhất, võ sĩ cường hãn nhất dùng có thể bắn thủng đầu dã thú, mà hộ vệ áo đen bất quá chỉ có một thanh trường đao trong tay. Tuy trường đao tốc độ cực nhanh nhưng cũng không thể thắng được mũi tên nhọn, cho nên binh lính thảo nguyên khi thấy không có một tên hộ vệ áo đen nào ngã xuống, quả thực là sợ đến ngây người. Trường đao của bọn họ nháy mắt đâm thẳng vào ngực binh lính thảo nguyên, chỉ thấy vô số tơ máu bắn tung tóe. Động tác của bọn họ hoa lệ tao nhã, giống như một ảo ảnh vũ đạo. Nguyên Liệt nhẹ giọng nói với Lý Vị Ương, không cần sợ, bọn họ đều là những người tinh nhuệ nhất. Lời nói tự tin làm cho Lý Vị Ương không khỏi cẩn thận quan sát đám hộ vệ áo đen. Trước mặt một hộ vệ áo đen tốc độ cực nhanh xông tới, đi trước làm gương, phảng phất như một tia chớp màu đen. Một đao đi qua, thủ lĩnh chỉ huy binh lính thảo nguyên kinh ngạc, cũng giơ đại đao bộ tới. Hai ngựa trong nháy mắt giao nhau. Đầu của thủ lĩnh thảo nguyên đột nhiên bay lên, máu bắn tung tóe, xác chết vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Đây hoàn toàn là một hồi giết hại, hộ vệ áo đen không chút do dự, vọt vào trận địa của địch. Chỉ thấy số lượng đối phương nhiều vô số, căn bản đến mức không dám chớp mắt, đem binh lính thảo nguyên mổ bụng phanh thây, lại tàn nhẫn, cắt bỏ tứ chi. Tốc độ nhanh như quỷ ảnh trong gió, làm cho người ta cơ hồ không thấy được dấu vết của bọn họ. Lý Vị Ương nhìn xung quanh chỉ thấy màu đỏ của máu. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng chiến mã kêu rên, không khí tràn đầy mùi máu tanh. Ở cách đó không xa, một người thần bí đứng ở trên triền núi, vẻ mặt hắn thập phần chuyên chú xem kịch chiến dưới núi. Trong ánh mắt xẹt qua một tia lãnh mang, ngữ khí hơi kinh ngạc nói, người đó là Húc Vương Nguyên Liệt. Bên cạnh hắn có một người đáp, chính là người này. Có thể huấn luyện ra một đám tử sĩ đáng sợ như vậy, thật không giống người thường. Nếu còn để lại nhất định sẽ là đại họa cho ta. Đại quân nhẹ giọng thở dài nói, vì thế ta càng không thể lưu lại hắn. Nói xong hắn vung tay lên, người bên cạnh liền thổi quân lệnh. Chỉ nghe thấy tiếng kèn vang lên, lại thấy trăm người như thủy triều dũng mãnh đi lên. Phía trên triển núi trăm tên cung thủ đồng loạt bắn tên, chỉ thấy mưa tên đầy trời bắn về phía Lý Vị Ương. Nguyên Liệt nhìn thấy tình cảnh này, biết là có người muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Ánh mắt hắn sáng như lửa, nhìn về phía Triệu Nam, lập tức phi ngựa ra xa hơn 10 trượng, kiếm khí thập phần lãnh cuồng, từ trong vòng vây mở ra một đường máu, thân hình hắn như kiếm, một tay ôm chặt Lý Vị Ương, một tay vung kiếm hùng hằng chém tới, kiếm khí như thủy triều mở đường đi tới. Trường kiếm vừa chạm tới, vũ khí trên tay kẻ địch ầm ầm rơi xuống đất, một người lại tiếp một người ngã xuống. Nghe thấy thanh âm đao phong chém đứt xương cốt, Lý Vị Ương cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ. Nguyên Liệt một thân người ngựa cũng nhiễm máu tươi, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia lạnh băng. Hắn một đường xung phong liều chết, mang theo Lý Vị Ương tả xung hữu đột, đánh cho binh lính thả nguyên xung trận ngã gục. Đại quân lạnh lùng nói, hạ lệnh tất cả mọi người cùng xông lên đi, phải giết được Húc Vương Nguyên Liệt. Lời hắn vừa dứt, kèn lại một lần nữa vang lên,
Lập tức có vô số dũng sĩ thảo nguyên xông thẳng về phía Nguyên Điệt, kẻ cầm đầu có danh xưng Hổ Chập. Hổ Chập toàn thân cao lớn, không chỗ nào không loang lổ vết máu. Hắn giơ đại đao hướng Nguyên Liệt xông tới. Hàn khí đại đao đã tới gần chóp mũi Nguyên Liệt. Lại đột nhiên nhìn thấy đối phương mỉm cười với hắn. Tươi cười kia lại mang theo một phần châm chọc, so với ma quỷ còn lạnh khốc hơn nhiều lần. Còn chưa kịp nghĩ, đầu của Hổ Chập đã rời khỏi thân thể hắn, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Đại quân ở phía trên triền núi, chính mắt thấy kiếm pháp của Nguyên Liệt, không khỏi nở nụ cười. Hắn chậm rãi nói, năm đó ta gặp một tuyệt thế cao thủ bên người Việt Tây Hoàng đế là Tần Phong, từng dùng mấy trăm lượng hoàng kim thu nạp người này, thế nhưng Hoàng đế lại nhất định không chịu. Sau này ta được tin, người này lại giải giáp quy điền, không phục vụ cho Hoàng đế nữa. Ta cảm thấy thập phần kinh ngạc, liền âm thầm điều tra một phen. Hóa ra hắn đã phạm một sai lầm, liền bị Hoàng đế trục xuất về quê. Hiện tại xem ra, hắn không phải là về nhà, mà là được phái đến chỗ của Húc Vương Nguyên Liệt. Ta đoán quả nhiên không sai, Nguyên Liệt kia cùng Hoàng đế nhất định có quan hệ không thể cho ai biết. Nếu không phải như thế, Hoàng đế đâu có thể để cho một tuyệt thế cao thủ truyền lại tuyệt học của bản thân cho tiểu tử trẻ tuổi thế này. Lại dây dưa thêm một lúc, Nguyên Liệt chỉ nghĩ đến làm sao để Lý Vị Ương được bình an. Giờ phút này hắn đã mở ra một con đường máu, như một loại ảo ảnh, cưỡi ngựa mang theo Lý Vị Ương, bay nhanh nhẹ nhàng mà thoát ra bên ngoài. Trong lúc đó, Nguyên Liệt đã nhìn thấy người kia đứng trên sườn núi. Bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa giờ phút này sắc trời đã đen kịt, hắn không nhìn rõ diện mạo của người nọ, chỉ nhìn thấy kim quang chợt lóe, trong lòng hắn trầm xuống. Quả nhiên là đại quân Thảo Nguyên, bởi vì chỉ có trên đầu hắn mới mang theo mũ miệng hoàng kim. Hắn cười lại một tiếng, từ trên ngựa rút ra một mũi tên dài lớn tiếng nói, ngươi, nếu như giết ta bất thành, ta sẽ thù này tất báo. Nói xong, mũi tên của hắn như sao băng, thẳng hướng đại quân mà bay tới. Đại quân sắc mặt khẽ biến, theo bản năng nắm chặt dây cương, lùi hai bước về phía sau. Cũng may khoảng cách quá xa, đạo lực của tên vốn đã yếu bớt đi ba phần. Binh lính bên cạnh nhanh chóng tiến lên, cố gắng chặt đứt mũi tên này. Bằng không, đại quân thật sự đã phải đổ máu. Hắn thật không ngờ tên tiểu tử này thế nhưng lại vô cùng quyết đoán. Trên đường bị đuổi giết còn có thể bắn lại về phía hắn một mũi tên này. Đại quân Thảo Nguyên không giận mà lại cười. Hắn thấp giọng nói, nhanh chóng đuổi theo, không thể để cho hắn trở lại đại doanh. Lúc này, Nguyên Liệt một thân áo choàng đầy vết máu, Lý Vị Ương nhìn thấy trong lòng không khỏi lo âu. Tuy rằng nàng biết đó là máu của người khác, nhưng nàng cũng hiểu rõ, nếu tiếp tục đi xuống như vậy, bọn họ người ít lực mỏng, tuyệt đối không có khả năng địch lại được mấy ngàn binh lính này. Sát thủ áo đen tuy rằng dũng mãnh vô địch, nhưng cũng không am hiểu vây công chi chiến. Huống chi lúc này, dũng sĩ đại quân lựa chọn đều là những người ưu tú nhất Thảo Nguyên. Xem ra là muốn tru diệt bọn hắn là điều không thể. Trong đầu nàng đột nhiên vang lên lời nói của Tề Quốc Công. Ông nói không sai. Hành vi của bản thân đã khiến cho Việt Tây Hoàng đế chú ý. Không, hoặc là nói đã khiến cho nhiều người chú ý. Lúc này trên bầu trời, mưa càng rơi xuống càng lớn. Trên trán nàng chảy xuống tới môi. Người đứng bên cạnh cũng trở nên mơ hồ nhìn không rõ. Lý Vị Ương thoáng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mây đen từng trận, lại nghe thấy tiếng sấm vang rền cuồn cuộn. Mà lúc này, vó ngựa chạy vội, bắn tung tóe bùn lầy lội dưới chân, tựa hồ có chút trơn trượt. Lý Vị Ương thật không ngờ trên Thảo Nguyên thời tiết lại biến đổi đột ngột như vậy. Đột nhiên ầm vang một tiếng, tiếng sấm vang lên, một đạo ánh sáng giống như ánh kiếm quét qua bầu trời tối đen, chiếu sáng toàn bộ Thảo Nguyên và nơi bọn họ đang đứng. Lý Vị Ương quay đầu liếc mắt, lúc này đã có một gã binh lính cưỡi ngựa đuổi theo. Mặt khác, một bên đã có mười mấy tên binh lính cuốn lấy huynh muội Triệu Nam. Thế cho nên hắn không hề gặp trở ngại, liền trực tiếp đuổi tới bên cạnh Nguyên Liệt. Cẩn thận! Nàng thở nhẹ một tiếng, đột nhiên theo bản năng ôm lấy hắn. Sau đó trơ mắt nhìn một kiếm kia chém xuống. Ở khoảng cách rất gần, trường kiếm mang theo tiếng gió vù vù, hướng về phía nàng đánh úp tới. Trong lúc đó như chỉ mảnh treo chuông, Nguyên Liệt giương kiếm lên, nhưng lại đem trường kiếm kia vừa chuyển, đâm thật sâu trên người binh lính kia. Lập tức một cước đá văng hắn xuống ngựa. Nguyên Liệt không chần chờ, mang theo Lý Vị Ương chạy về hướng Thảo Nguyên sâu không thấy đáy. Phần lớn binh lính đều bị hộ vệ áo đen kiềm chế. Người đuổi tới được dù sao đánh cũng không lại võ công cao cường của huynh muội Triệu Nam. Có một phần ba số người đã bị bọn họ giết chết, một phần ba bị thương vì té ngựa, còn lại một phần ba vẫn đang không ngừng truy kích giữa đêm mưa. Lý Vị Ương chỉ nghe thấy phía sau tiếng kêu la từng trận từng trận. Phía trước
Mưa lại lớn hơn nữa, như là không có điểm dừng. Nguyên Điện gắt gào tựa ngực vào bên tai nàng. Nàng dường như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Nguy hiểm cũng đã tiến gần trong gang tấc. Bên tai là tiếng gió vù vù, nước mưa đập vào mặt rát buốt. Toàn bộ thảo nguyên đã không còn bình yên nữa, nơi nơi đều là mùi máu tanh. Chỉ nhìn thấy trong bóng đêm vô số đao quang kiếm ảnh lóe sáng, dần dần không còn nhìn thấy thân ảnh huynh muội Triệu Nam. Không ngừng có người đuổi theo, có người vây sát, nhưng những người này càng ngày càng ít. Những người đuổi đến được đều thở hổn hển. Lý Vị Ương chỉ cảm thấy nước mưa ướt thấm thân mình, một nửa người nóng, một nửa lại lạnh. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Nguyên Liệt, nước mưa làm ướt tóc mái Nguyên Liệt cùng với thân hình hắn, nhưng hắn vẫn gắt gao nắm lấy tay nàng, bất luận như thế nào cũng không chịu buông ra. Thân thể Lý Vị Ương đều bị nước mưa lạnh như băng làm cho ướt nhẹp, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi ấm nóng truyền lên từ trên người hắn. Biết Nguyên Liệt vẫn ở bên cạnh nàng, chưa bao giờ rời đi. Điều này cho nàng một loại dũng khí cùng sức mạnh rất lớn, để cho nàng có thể kiên trì đi tiếp. Nhưng vào lúc này, phía trước không biết từ khi nào xuất hiện một đạo áo đen xông tới. Nguyên Liệt mang theo Lý Vị Ương nhảy lên. Con ngựa kia bị bẫy, phát ra một tiếng thét giống lên. Đã có mấy bóng đen thoăn thoắt xuất hiện trước mặt bọn họ. Kiếm quang đột nhiên thẳng tắp đập thẳng vào mặt, trường kiếm của Nguyên Liệt chấn động đánh xuống, kiếm thế sắc bén lướt qua trên đối phương. Ba đạo ánh sáng chém ra, liền ngã xuống ba cỗ thi thể, mà trong tay trái hắn cũng đồng thời xuất hiện một chủy thủ, chặt chẽ đâm vào trước ngực một tên khác. Lý Vị Ương chỉ nhìn thấy kiếm quang kia ở trong bóng tối ánh lên một đạo ánh sáng trắng xóa, nàng thậm chí có thể cảm giác được âm thanh khi chủy thủ kia cắm vào ngực, cắn chặt khớp hàm không nói một lời. Nguyên Liệt rút chủy thủ ra, từ trên ngực dũng sĩ Thảo Nguyên kia phun ra máu tươi nóng bỏng, ầm ầm ngã xuống. Bởi vì bất ngờ có trận mưa to này, lễ hiến tế không thể không gián đoạn. Hai tỷ muội Hàn Lâm cùng Hàn Cầm tìm kiếm chung quanh nhưng không thấy Lý Vị Ương thì không khỏi có chút sốt ruột. Nhìn thấy Tĩnh Vương Nguyên Anh, Hàn Lâm chạy nhanh tới nói, nàng có phải là đã về lều trại rồi hay không? Tĩnh Vương Nguyên Anh gật gật đầu nói, ta đi xem một chút, các muội yên tâm. Ta tin tưởng Húc Vương là người có chừng mực, sẽ không mang theo vị ương đi loạn khắp nơi. Hắn nhìn qua sắc trời một chút, liền lấy ô, vội vã đi đến phía lều trại của Lý Vị Ương. Tỷ muội Hàn gia vừa muốn đuổi theo, lại nhìn thấy ánh mắt khác thường từ những người khác nhìn lại. Hàn Cầm hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ, nhưng cũng biết hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cùng Hàn Lâm làm như không có việc gì, trở về lều trại của mình. Ở giữa lều trại, bà huynh đệ Quách già gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn thấy Tĩnh Vương, Quách Trừng tiến lên hỏi, điện hạ đã gặp Gia Nhi chưa? Hôm nay, lúc trời vừa tối đã không nhìn thấy bóng dáng của con bé. Chúng ta vừa rồi đã tìm kiếm khắp bốn phía doanh địa, cũng không thấy muội ấy đâu cả. Tĩnh Vương sắc mặt hơi đổi nói, Húc Vương Nguyên Liệt đang ở đâu? Sắc mặt Quách Trừng trầm xuống nói, hắn cũng không biết là đi nơi nào, chúng ta không dám bẩm báo phụ thân, chỉ có thể nói muội muội thân thể không thoải mái, tạm thời che giấu, hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tĩnh Vương Nguyên Anh sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, trong lòng hiện ra một tia dự cảm không tốt. Hắn biết, Húc Vương Nguyên Liệt tuy rằng là người tùy hứng làm bậy, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem Lý Vị Ương ra làm trò đùa. Giờ phút này còn không trở lại, bọn họ nhất định đã gặp chuyện gì nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn Quách Trường nói, việc này không thể chậm trễ, chúng ta hãy mau tìm cách đi tìm hai người bọn họ. Hiện tại tuy rằng là đầu mùa xuân, nhưng sắc trời đã tối muộn, trên thảo nguyên buổi tối vô cùng lạnh, hơn nữa mưa to, như vậy ăn ngủ ở bên ngoài nhất định sẽ bị lạnh cóng mà chết. Quách Trường nghe được hắn nói như vậy thì trong lòng càng thêm lo âu. Quách Đạo định đi ra ngoài, Quách Trường nhìn hắn nói, để định đi đâu tìm bọn họ? Quách Đạo cắn răng một cái quay đầu nói, để tự nhiên có biện pháp, Tam ca cứ yên tâm là được. Quách Trừng vẫn là lo lắng, một bước tiến lên kéo lấy hắn nói, để trước tiên không được kích động, chúng ta dĩ nhiên sẽ đi tìm. Gia Nhi mất tích không phải là việc nhỏ, ngàn vạn lần không thể truyền ra bên ngoài, nếu để mọi người biết thì sẽ náo động lớn. Hắn còn chưa nói hết, Quách Đạo đã hiểu ra, Quách gia là thiên kim tiểu thư Quách Thị. Nếu nàng cùng Húc Vương mất tích trên thảo nguyên, mặc kệ bọn họ có thể kịp thời trở về hay không, đối với thanh danh của nàng đều là tổn hại rất lớn. Hiện tại sắc trời đã quá muộn, nếu trong buổi tối còn không tìm thấy người, thì sự việc này liền sẽ vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải làm việc dài dặt cẩn thận, đem hết khả năng bảo trụ danh dự của Lý Vị Ương. Quách Trường nói như vậy là đã toàn tâm toàn ý vì muội muội này lo lắng. Quách Đạo gật gật đầu nói, đệ biết.
Lúc này Tĩnh Vương Nguyên Anh đã đi lên, nói, không nên gấp gáp. Hiện tại loại tình huống này, nếu chúng ta như ruồi bọ không đầu cố gắng đi tìm, nhận định cái gì cũng tìm không thấy. Theo ta thấy, hay là nghĩ cách tìm người quen thuộc địa hình trên thảo nguyên dẫn chúng ta đi. Nói xong, trong lòng hắn liền hiện lên thân ảnh của một người. Quách Đôn sửng sốt, lập tức nhìn về phía hắn nói, quen thuộc với tình hình trên thảo nguyên, người điện hạ muốn nói là... Tĩnh Vương Nguyên Anh cắn răng một cái, các người ở chỗ này chờ ta, tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy nghe hiệu lệnh của ta mà làm việc. Nói xong hắn vén lều, bước nhanh ra bên ngoài. Tĩnh Vương lúc này chính là đi tìm A Lệ công chúa. Hắn nhìn ra, Tam Vương tử quá giảo hoạt xảo trá, nhất định sẽ lấy việc này để áp chế, trợ giúp hắn đi lên vương vị, không bằng tìm một người hắn có thể khống chế, giúp hắn làm việc. Ở tình huống trước mắt, nhân tuyển an toàn nhất chính là A Lệ công chúa. Hắn một đường vội vã tìm được lều trại vương thất thảo nguyên, rốt cuộc cũng gặp được A Lệ công chúa. A Lệ trên mặt còn hiện ra một tia khác thường. Ban ngày Nguyên Anh trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt nàng, buổi tối lại tới đây tìm kiếm nàng, đây là vì sao? Nàng căn bản không nghĩ sẽ gặp lại người này. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy hắn một mặt sốt ruột, nửa người đều bị ướt, trên khuôn mặt tuấn tú kia đều là bất an cùng sốt ruột. A Lệ công chúa không khỏi hỏi, như thế nào? Đã trễ thế này điện hạ tìm ta là có việc gì sao? Tĩnh Vương Nguyên Anh giữ chặt tay áo nàng, bất chấp tất cả thấp giọng nói, Quách gia tiểu thư đã mất tích, trên thảo nguyên này nếu để nàng chạy loạn ở bên ngoài như vậy, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. A Lệ công chúa sửng sốt, theo bản năng nói, bây giờ sao? Điều này sao có thể? Nàng vừa nói như thế, bên trong mắt lại toát ra một tia kinh hãi. Trên thảo nguyên hoang vắng, các bộ lạc trong lúc đó đều có những nơi không có người ở, thậm chí rừng cây cùng thảo nguyên là nơi không hề thiếu mãnh thú mai phục. Hiện tại, mưa lớn như vậy, nàng làm sao có thể một người chạy đến thảo nguyên? Việc này rất nguy hiểm. Nàng nói xong, một bên thấp giọng phân phó thị nữ nói, người đi mau, đem áo choàng của ta lại đây, ta muốn đi tìm Quách tiểu thư. Nàng vừa nói như vậy, Tĩnh Vương Nguyên Anh liền ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng sẽ phải hao phí rất nhiều tâm tư mới có thể nhờ được A Lệ công chúa. Không ngờ nàng lại dễ dàng đồng ý như vậy. A Lệ công chúa mỉm cười nói, Quách tiểu thư là người tốt, ta biết điều này, ta sẽ không vì điện hạ mà làm khó nàng. Nàng nói xong câu đó, lại không khỏi lo lắng nói, hiện tại ở bên ngoài mưa to như vậy, một nữ hài tử như Quách tiểu thư chỉ sợ là sẽ rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng tìm được nàng. Nàng nói xong, một bên phân phó người chuẩn bị đại đội nhân mã cùng cây đuốc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hiện thời tiết mưa to như thế này, chuẩn bị cây đuốc cũng là vô dụng. Trước tiên chỉ có thể dựa vào trực giác của chính mình mà tìm kiếm, chờ mong mưa mau tạnh. Nhưng đúng lúc này, Tĩnh Vương Nguyên Anh lại lắc đầu nói, không thể kinh động nhiều người được. A Lệ công chúa sửng sốt, lập tức nói, nhưng không điều động người, điều này làm sao có thể? Sắc trời như vậy, thảo nguyên lại lớn như thế, chúng ta cần người phân thành mấy lộ đi tìm mới mong thấy được, nếu để chậm trễ, chỉ sợ cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ. Chẳng lẽ đối với các ngươi, thanh danh so với tính mạng còn quan trọng hơn hay sao? Tĩnh Vương cắn răng một cái nói, ở Việt Tây, thanh danh nữ tử quả thật quan trọng như tính mạng, nàng không nhìn thấy Bùi Bảo Nhi kia sao? Hiện tại nàng ta ngày ngày đều là tránh ở trong lều trại không dám ra ngoài, là vì thanh danh của nàng ta không tốt. Chẳng lẽ nàng muốn Quách tiểu thư cũng giống như nàng ta hay sao? A Lệ nghe vậy thì ngẩn ra, không nói gì. Giữa ánh lửa trong lều, trong ánh mắt nàng hiện lên một loại thần sắc không thể lý giải. Nàng hoang mang, không rõ vì sao những người Việt Tây này luôn miệng đều là thanh danh, đều là gia tộc. Chẳng lẽ ở trong mắt bọn họ, tính mạng không có chút nào quý giá hay sao? Người nếu đã chết, bất kể cái gì cũng đều không cần nữa. Nàng nghĩ đến đây thì không khỏi nói, vậy ta bảo hộ vệ bên người đi tìm. Bên người ta có 50 thân vệ, bọn họ sẽ không nói năng lung tung. Hơn nữa người của điện hạ, người của Quách gia, chúng ta cùng nhau tìm kiếm, không chừng có thể trước khi hừng đông đem người trở về được. Nàng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ, thảo nguyên này thật sự là quá rộng lớn, có những nơi nàng cũng chưa quen thuộc, chưa từng tới bao giờ, cũng không biết có thể thật sự đem người trở về được hay không. Tĩnh Vương Nguyên Anh cưỡi con ngựa mà mình ưng ý nhất, lén lút rời khỏi doanh địa. Vì để không bị phát hiện, hắn cùng người Quách gia tách ra hành động.
Nhưng hiện tại trời tối cùng mưa lớn, nặng trịch rơi ở trên thảo nguyên, nơi nơi đều hỗn độn. Trong lòng Tĩnh Vương Nguyên Anh cũng bị cảm giác này, một mảnh đen kịt hỗn độn ép tới dường như không thở nổi. Hắn còn chưa từng khẩn trương lo lắng như thế bao giờ, biết rõ Nguyên Liệt mang theo một nữ tử không có khả năng đi xa. Nhưng liếc mắt một cái có thể nhìn thấy những vùng lân cận lại dường như không có nơi nào có thể giấu được người. Bốn phương, đông tây nam bắc, bọn họ kết quả là đang ở nơi nào đây? A Lệ công chúa thấp giọng nói, ta đi phía đông, điện hạ đi phía tây, người Quách gia chia ra hai hướng nam bắc tự mình đi tìm, mang theo chim ưng này, khi tìm được liền thả nó ra, nó sẽ bay về với ta. Nói xong nàng cũng không nhiều lời, giờ roi quất ngựa dẫn theo thần vệ vội vàng rời đi. Nàng đi phía đông, đó là nơi nguy hiểm nhất trên thảo nguyên. Nàng không muốn Tĩnh Vương mạo hiểm, cho nên đem nơi an toàn nhất là phía tây giao cho hắn. Nguyên Anh nhìn bóng lưng của nàng không khỏi cảm động, chỉ tiếc cảm động này chỉ tồn tại trong nháy mắt, liền bị sự lo lắng cho Lý Vị Ương cùng khẩn trương của bản thân che giấu đi mất. Hắn không ngừng tìm kiếm, càng chạy càng sâu, phạm vi tìm kiếm cũng không ngừng gia tăng. A Lệ công chúa nói đúng, thảo nguyên này vô cùng rộng lớn, mặc kệ mang theo người nhiều hay ít, đều không có cách nào điều tra được từng chỗ một. Hơn nữa càng đi càng sâu, cỏ lại càng dài, nước mưa quá lớn che kín hai mắt hắn. Hắn nghĩ, nếu Lý Vị Ương ngã xuống nơi nào, nếu gần ngay trước mắt, chỉ sợ hắn cũng không nhìn thấy. Sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, lúc này nước mưa chậm rãi nhỏ xuống dưới. Tĩnh Vương Nguyên Anh trên người khoác áo choàng đã hoàn toàn bị ướt, trong lòng hắn cứ lo âu chiếm cứ hết thảy. Hiện tại, hắn đã không còn đố kỵ Nguyên Liệt. Hắn thậm chí hy vọng Nguyên Liệt ở bên cạnh Lý Vị Ương, trợ giúp nàng sống sót qua thời điểm hắc ám này. Chờ hắn tìm thấy nàng, bên người có người nói, Tĩnh Vương, mưa đã tạnh. Tĩnh Vương nhìn thoáng qua sắc trời nói, châm lửa lên đi. Trên thảo nguyên ánh lửa nổi lên, Tĩnh Vương Nguyên Anh cắn răng nói, tiếp tục tìm kiếm. Nói xong, bọn họ tiếp tục hướng chỗ sâu nhất thảo nguyên đi tới. A Lệ công chúa sớm đã phái người quen thuộc địa hình thảo nguyên dẫn đường cho bọn họ. Tĩnh Vương Nguyên Anh vẫn lo lắng hoang mang, không có cách nào buông xuống được. Lúc Lý Vị Ương tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một cái hang nhỏ, khô ráo sạch sẽ. Nàng dựa người đứng lên, lại phát hiện bản thân vừa rồi bị hôn mê. Lúc đó tuy rằng Nguyên Liệt vẫn luôn bảo vệ nàng, nhưng những người kia tấn công quá hung ác, làm cho nàng té lăn xuống đất bất tỉnh. Lúc này lại không thấy Nguyên Liệt bên cạnh, nàng càng không khỏi khẩn trương, không biết hắn đang ở đâu, vì sao lại bỏ nàng lại một mình ở đây. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một người vội vã đi vào huyệt động, tim đập nhanh hơn, theo bản năng nắm chặt chủy thủ trong tay áo, đến lúc nhìn thấy rõ gương mặt của người nọ, trong lòng mới buông lỏng. Nguyên Liệt thân thiết nhìn nàng hỏi, tỉnh rồi sao? Nàng có lạnh hay không? Hắn vừa nói, vừa đi vào phía trong huyệt động, thật vất vả mới tìm được củi lửa, ngồi trên đất lấy đá đánh lửa ra. Đáng tiếc củi lửa cũng không khô, phát ra những tiếng vang lạch tạch cùng với thanh âm bạo liệt. Nguyên Liệt nghĩ cách đem lửa khơi ra, đem củi bị dính nước mưa đặt ở hai bên, chậm rãi hong khô, sau đó mới đốt chúng. Thời điểm huyệt động bên trong tỏa đầy ánh lửa, Lý Vị Ương mới cảm thấy thân thể bị lạnh, nàng theo bản năng nhích lại gần phía đối phương. Nguyên Liệt đem quần áo trên người ẩm ướt, vai trái trên ngực đều để lại dấu vết đao kiếm, áo vải đã bị nhiễm máu đỏ, may là đều là vết thương nhẹ. Nguyên Liệt quần áo trên người ẩm ướt, vai trái trên ngực đều có dấu vết đao kiếm, vải áo đã bị nhiễm máu đỏ, may mà lại đều là vết thương nhẹ. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, Nguyên Liệt kia dung mạo tuấn mỹ đã bị hun khói có chút đen, thoạt nhìn vô cùng buồn cười, nhưng vẻ mặt hắn lại rất chuyên chú, nghiêm cẩn. Lý Vị Ương trong lòng ấm áp nói, bọn Triệu Nguyệt đâu rồi? Nguyên Liệt ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh lửa nói, vừa rồi không thấy bóng dáng, ta nghĩ hẳn là đã bị truy binh cuốn lấy, nhưng nàng yên tâm, bọn họ võ công cao cường như thế sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, rất nhanh sẽ đến đây, trên đường ta đã để lại ký hiệu. Hắn nói xong, Lý Vị Ương thở dài một hơi nói, xem ra hành động ta tru sát người của Bùi gia đã chọc giận bọn họ, nhưng chuyện cũng ngoài ý muốn, làm cho đại quân Thảo Nghiên cũng muốn giết ta. Nguyên Liệt thản nhiên nói, không, hắn là có dụng tâm kín đáo. Lý Vị Ương tim đập nhanh hơn hỏi, vì sao? Nguyên Liệt suy cười một tiếng nói, ta nghe nói Bùi Hoàng hậu cùng đại quân luôn có một vài giao dịch.
Hắn về muốn tài vật của Việt Tây mà bị Bùi Hoàng hậu nắm trên tay, chỉ cần điều kiện đó cũng đã đủ, cho dù là đi ám sát Việt Tây hoàng đế cũng không có gì không thể. Đối với hắn mà nói, chúng ta chỉ là một nhân vật nhỏ, trừ bỏ được thì liền trừ bỏ. Tuy rằng trong bóng đêm ta nhìn không hẳn thập phần rõ ràng, nhưng ta dự cảm chuyện này là có liên quan đến hắn. Lý Vị Ương muốn nói chuyện lại không tự chủ được hắt gì một cái. Nguyên Liệt vội vàng cầm tay nàng nói: ngồi gần lửa thêm một chút, chờ quần áo hong khô rồi sẽ thoải mái hơn nhiều. Nàng lúc này mới nhìn đến tay Nguyên Liệt đã máu tươi đầm đìa, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Thế này mới ý thức được, vừa rồi lúc giao tranh cùng đối phương, tay của hắn đã nắm giữ trường kiếm đối phương. Khó trách trên tay hắn giờ này huyết nhục mơ hồ. Nàng cắn răng, từ trên váy xé xuống một mảnh vải, mang đến trước lửa hong khô. Nguyên Liệt không biết nàng muốn làm gì, lại thấy nàng kéo tay hắn qua, quấn quanh một tầng băng vải. Trong mắt Nguyên Liệt hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên ôm chặt nàng, vốn định mượn cơ hội này để chiếm chút tiện nghi. Không ngờ Lý Vị Ương sửng sốt cũng không cự tuyệt. Người này ở bên cạnh nàng căn bản là luôn luôn chăm sóc cho nàng. Không biết từ khi nào hắn đã trưởng thành thành một nam tử trẻ tuổi, có được lực lượng cường đại như vậy, dễ dàng bảo hộ nàng. Không, không phải là dễ dàng, là đánh cược tính mạng để bảo hộ nàng. Như cảm nhận được nàng đang nhìn mình chăm chú, trái tim Nguyên Liệt nhảy dựng lên. Hắn cúi đầu, lúc nàng không phòng bị, đầy yêu thương hôn lên mắt nàng. Lý Vị Ương theo bản năng muốn trốn tránh ánh lửa nóng trong mắt hắn, rốt cuộc vẫn không kịp. Nguyên Liệt mỉm cười nói: tương lai chúng ta thành thân, sẽ rời khỏi Việt Tây, đi du sơn ngoạn thủy, như vậy có được không? Nếu nàng muốn trở về Đại Lịch, chúng ta sẽ cùng đi. Chờ nàng ở Đại Lịch chán rồi, chúng ta lại quay lại Thảo Nguyên này một thời gian. Nghe nói ngoài Việt Tây cùng Đại Lịch và Thảo Nguyên này ra, trên đời còn có rất nhiều quốc gia, đều vô cùng thú vị. Có những quốc gia chỉ toàn một mùa đông tuyết trắng, có nơi vào buổi tối mùa hạ dưới ánh trăng lại cùng nhau phấn khích xem đua ngựa. Có đất nước mà ở đó, nữ tử cùng nam tử đều có thể đọc sách, làm quan, chấp chưởng tài phú cùng quyền lực như nhau. Cũng có những quốc gia lãnh khốc vô tình, bọn họ luôn thích chờ đứa nhỏ vừa sinh ra, liền quăng ở ngoài cửa. Bọn họ tùy ý để chúng phải chịu băng thiên tuyết địa, nếu sống sót thì mới có thể nuôi lớn, nếu không sống được liền chôn cất dưới nhà. Nàng nói bọn họ có phải là rất kỳ quái hay không? Lý Vị Ương không khỏi nhướng mày khẽ cười, nói: đúng vậy, rất kỳ quái. Nguyên Liệt tươi cười mang theo một tia ngọt ngào nói: từng đấy quốc gia đều thật có ý tứ, có người trời sinh tính tình lười biếng, có người lại thập phần thông minh. Còn có quốc gia không muốn sinh đẻ, cả ngày chỉ là biết ngâm thơ làm đối, ca múa làm vui. Nếu chúng ta đến nơi đó, có thể nhìn qua cuộc sống của bọn họ một chút, thử hưởng thụ cuộc sống của bọn họ một chút, không cần phải dây dưa chém giết lẫn nhau như lúc này. Nàng nói có được hay không? Lý Vị Ương nhẹ nhàng gật gật đầu nói: được. Lúc nàng nói ra những lời này, trong lòng cũng xẹt ra một tia ấm áp. Nàng không biết thời điểm kết thúc tất cả, theo như lời Nguyên Liệt nói, không biết là đến bao giờ. Nhưng chỉ cần nàng biết nỗ lực, ngày đó cũng sẽ tới. Tuy rằng không biết sẽ phải trả giá lớn như thế nào, nhưng nàng hiện tại thật sự có thể suy nghĩ một chút, xem tương lai muốn làm gì, đi đến nơi đâu. Đương nhiên nàng cũng biết, không cần biết là đi nơi nào, Nguyên Liệt đều sẽ ở bên cạnh nàng. Điểm này làm nàng thập phần cao hứng. Nàng vĩnh viễn là một nữ tử lẻ loi, nàng muốn trên người có chút vướng bận, nàng không muốn lại sẽ cô đơn như vậy. Trước đây nàng luôn kháng cự Nguyên Liệt tới gần, nhưng hiện tại nàng mới biết được, từ trong đáy lòng nàng đã ỷ lại vào hắn. Hôm nay nếu không có hắn, nàng căn bản không thể kiên trì sống sót. Bởi vì có hắn cho nên nàng mới bắt đầu biết sợ hãi cái chết. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái, Lý Vị Ương cũng chưa từng cảm nhận qua. Nàng vừa muốn nói chuyện, Nguyên Liệt cũng không chờ nàng phản ứng, tiến tới gần, nâng cằm lên, bắt đầu hôn nàng, làm nàng lâm vào cảm giác lâng lâng. Đều là người trước mắt này, Lý Vị Ương trong lòng có chút tức giận ngẩn ra, lập tức nảy sinh ác độc, cắn đầu lưỡi hắn, phảng phất trong miệng có mùi máu tươi. Nguyên Liệt hồn nhiên mặc kệ, mặc cho nàng cắn, càng hôn sâu, thần lâu sau mới buông môi nàng ra, ôm chặt lấy nàng cợt nhả nói: không biết lúc nào ta có thể đến Quách phủ cầu hôn đây. Lý Vị Ương lại ngẩn ra,
Đã qua nhiều năm như vậy, chỉ có hắn vươn mình che gió che mưa cho nàng, bày mưu tính kế về nàng. Nàng mới biết được trên đời này có người cùng nàng tâm ý tương thông, cùng nàng kề vai chiến đấu, mặc kệ là lúc nào thì hắn cũng không từng rời bỏ nàng. Trái lại nàng nghĩ, nếu không có Lý Vị Ương, Nguyên Liệt sẽ trở thành dạng gì đây? Nàng theo bản năng nói, nếu tất cả đều kết thúc, chàng có muốn làm hoàng đế không? Việt Tây hoàng đế bệ hạ, vị trí này vô cùng mê người. Nguyên Liệt lại chính là mỉm cười nói, ta nhớ được trước kia nàng nói với ta, nàng muốn có được thiên hạ này đúng không? Lý Vị Ương ngẩn ra, thật lâu không nói gì, Nguyên Liệt lại là tươi cười bình tĩnh. Ta biết khi đó lời nàng nói chẳng phải là sự thật. Nếu thật sự nàng muốn thiên hạ này, lúc đó nàng nên gả cho Thác Bạt Chân hoặc Thác Bạt Ngọc. Nàng nói những lời này bất quá chỉ là giận ta. Không, có lẽ là nàng đang cổ vũ ta. Biện pháp cổ vũ của nàng luôn đặc biệt như vậy. Lý Vị Ương bật cười, nàng ý thức được đối phương đang lảng sang chuyện khác, chậm rãi nói, chàng thật sự không muốn làm hoàng đế ư? Ánh mắt Nguyên Liệt bên trong hiện ra một tia buồn cười nói, làm hoàng đế ư? Có chỗ nào tốt đâu, không thể làm bạn cả đời cùng với người trong lòng mình, làm mỗi một việc đều sẽ có người vung tay múa chân. Lòng ỷ kia, còn có vô số người mơ ước, nàng xem phụ hoàng ta. Lúc hắn nói ra hai chữ phụ hoàng, chính hắn cũng có chút giật mình. Sau đó con người hắn buông xuống, lông mi thật dài che đi ánh mắt hắn. Ánh lửa bên trong làm cả người hắn đẹp như quan ngọc, khuôn mặt giống như hàn băng, mi như mực thải, mũi cao thẳng làm cho người khác nhìn không dứt ra được, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng, đoạt nhân tâm người nhìn. Mà chỗ duy nhất thiếu hụt dường như chính là từng vệt trên mặt bị khói bụi hun hiện ra màu đen, như vậy lại làm cho gương mặt tuấn mỹ kia của hắn thêm hai phần trẻ con. Lý Vị Ương cười cười, loại tình cảm yêu thương trước giờ chỉ nhàn nhạt, hiện tại đang dâng trào trong lòng nàng. Nàng biết, nếu không có nàng, Nguyên Liệt sẽ đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia, bởi vì hắn đã hạ quyết tâm, lại không thích bị người khác trói buộc. Nếu gặp phải trở ngại, gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, người như thế, lại thế nào cam tâm ở dưới người khác? Cá tính của hắn là như vậy. Lý Vị Ương nghĩ như thế, trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện nữa. Nguyên Liệt nhìn nàng, lần này nàng còn muốn giúp đỡ Tĩnh Vương đoạt được ngôi vị hoàng đế sao? Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Ta vì sao lại muốn giúp đỡ hắn? Nguyên Liệt mỉm cười. Ta nghĩ việc này giống như nàng trước kia giúp đỡ Thác Bạt Ngọc, đưa hắn lên ngôi vị hoàng đế. Chẳng qua ta thật không ngờ, ngay cả Thác Bạt Ngọc cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của nàng mà thôi. Lý Vị Ương cười cười nói, hắn không phải là quân cờ của ta, hắn làm hoàng đế không được. Đều không phải vì ta, mà là vì thánh tâm. Hoàng đế luôn luôn không nghĩ sẽ chuyển vị trí này cho hắn. Người mà hoàng đế thích từ đầu đến cuối chính là Bát Hoàng tử. Cho nên Thác Bạt Ngọc nhất định thất bại. Ta chỉ muốn trợ giúp hắn, nhưng không nhận lời nhất định sẽ giúp hắn cùng ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Huống chi là một thân vương tiêu dao không phải tốt ư? Vì sao lại cứ muốn đoạt lòng ỷ kia chứ? Nguyên Liệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, theo tin tức từ đại lịch gửi về, hắn vẫn không từ bỏ dã tâm làm hoàng đế. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ nói, tất cả chuyện này cùng ta không có quan hệ. Hắn muốn làm hoàng đế cũng được, làm vương gia nhàn tản cũng được. Chỉ sợ hắn giấy binh mưu phản lựa chọn con đường này, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Ta đã sớm nói qua, hắn không có cách nào làm được hoàng đế. Tựa như Bát Hoàng tử, hắn luôn luôn lặng lẽ đứng ở một bên, xem bọn họ chém giết. Làm được như thế phải là người vô cùng ẩn nhẫn, người bình thường khó có thể làm được. Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý nói, ta chỉ biết nàng sẽ không trợ giúp Nguyên Anh giống như trợ giúp Thác Bạt Ngọc trước kia. Lý Vị Ương nhướng nhướng mày nói, vì sao? Nguyên Liệt nhẹ nhàng nhìn nàng, trong ánh mắt màu hộ phách là nghiêm cẩn mênh mông vô bờ. Bởi vì Nguyên Anh so với Thác Bạt Ngọc cực kỳ lãnh khốc vô tình hơn nhiều. Nếu tương lai hắn làm hoàng đế, chỉ sợ... Hắn lời nói còn chưa hết, Lý Vị Ương đã hiểu ra rồi. Chỉ sợ thỏ khôn chưa chết, chó săn chưa dừng, một bậc đế vương không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ biết hết điểm yếu của hắn. Nếu ta trợ giúp Nguyên Anh, tự nhiên sẽ biết được rất nhiều chuyện của hắn. Cứ như vậy, hắn sẽ cảm thấy ta thật chướng mắt, có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng hưởng phú quý. Chẳng đang muốn nói với ta những lời này sao? Nguyên Liệt gật gật đầu. Lý Vị Ương biết, lời Nguyên Liệt nói hoàn toàn là sự thật. Nguyên Anh ở ngoài mặt thì khoan dung rộng lượng, trong lòng lại có vài phần lãnh khốc. Nếu hắn đăng cơ làm hoàng đế, nàng sẽ gặp rất nhiều phiền toái,
Trừ phi nàng khẳng định gả cho hắn thì sự việc sẽ khác. Làm mưu thần, nàng đương nhiên sẽ bị trừ bỏ, bởi vì nàng đã biết quá nhiều về hắn. Thế nhưng một khi nàng trở thành Tĩnh Vương Phi, phú quý này làm sao có thể không hưởng được đây? Chẳng qua lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, bất luận như thế nào cũng không thể nói ra, bởi vì nàng biết Nguyên Liệt này lòng dạ hẹp hòi khẳng định sẽ không đồng ý nghe. Dù sao nàng cũng không có tâm tư này, cần gì phải nhắc tới, làm hắn phải đánh nghiêng bình giấm chua. Xa xa đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, Lý Vị Ương so với Nguyên Liệt có phản ứng sớm hơn. Ánh mắt nàng nhìn hắn, không kịp nói gì, liền nhanh tay sửa sang lại quần áo. May mắn quần áo trên người nàng vẫn chỉnh tề, chỉ là hơi có chút nếp nhăn. Chẳng qua ở dưới trận mưa to lại lăn lộn trong bùn đất, sớm đã không ra màu sắc gì. Lý Vị Ương cười khổ nói, có người tìm tới, lại không biết là kẻ địch hay bằng hữu. Nguyên Liệt nghiêng tai nghe ngóng một lát, sắc mặt lập tức âm trầm nói, là bằng hữu. Lý Vị Ương hiếu kỳ nói, đã là bằng hữu, chàng vì sao lại có biểu cảm kỳ quái như thế? Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng nói, ta còn tưởng rằng ít nhất phải tới hừng đông ngày mai bọn họ mới tìm được tới nơi này. Hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì, bắt lấy tay Lý Vị Ương nói, nếu không nhân cơ hội này, ta sẽ đến Quách gia cầu hôn. Lý Vị Ương lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nói, bây giờ còn chưa phải lúc đâu. Nguyên Liệt nghiến răng nói, chưa phải lúc, nàng muốn nói. Lý Vị Ương nói rõ ràng như vậy là đã đáp ứng rồi, chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp là có thể đi. Đây là lần đầu tiên nàng cho phép, Nguyên Liệt còn chưa kịp vui mừng, bên ngoài một người liền xông vào, nhìn thấy bọn họ êm đẹp ở cùng nhau nói chuyện thì không khỏi sửng sốt. Lý Vị Ương liếc mắt một cái, trên gương mặt lo âu kia, một mặt đầy nước mưa, đúng là Tĩnh Vương Nguyên Anh. Hắn thấy một màn như vậy, hoảng loạn trong ánh mắt đều biến thành ảm đạm. Hắn tránh đi ánh mắt nói, hai người các ngươi không có việc gì chứ? Lý Vị Ương gật gật đầu nói, không có việc gì. Nguyên Anh cắn răng một cái, cởi bỏ áo choàng trên người đưa cho Lý Vị Ương. Nguyên Liệt lại nhạt nhạt đẩy ra, ánh mắt lạnh như băng nói, việc này không thích hợp. Nhưng vào lúc này, Triệu Nguyệt đã chạy vào bên trong huyệt động, trên tay nàng nâng quần áo sạch sẽ thấp giọng nói, tiểu thư, Tĩnh Vương mang theo quần áo cho người thay. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Nguyên Anh một cái, ánh mắt trầm tĩnh nói, đa tạ Tĩnh Vương. Nguyên Anh không nói gì nữa, xoay người bước nhanh ra ngoài. Nguyên Liệt còn dùng rằng, phải đến khi Lý Vị Ương trợn mắt nhìn hắn, hắn mới rời đi theo. Lý Vị Ương nhìn Triệu Nguyệt nói, là ngươi tìm được chúng ta trước sao? Triệu Nguyệt lắc lắc đầu nói, chúng nô tỳ bị truy binh đuổi giết, đụng phải võ sĩ áo đen, là bọn hắn giúp chúng nô tỳ thoát khỏi truy binh, sau đó thì liền biến mất. Sau đó ở trên đường thì chúng nô tỳ lại thấy được ký hiệu chủ tử để lại, mới tìm được đến đây. Lý Vị Ương nói, sắc trời tối đen như vậy, ngươi làm thế nào mà tìm được ký hiệu này? Nàng rất hiếu kỳ, Nguyên Liệt đã để lại cái gì làm ký hiệu? Triệu Nguyệt mỉm cười, từ trên hông lấy ra một túi gấm, lập tức mở ra để Lý Vị Ương nhìn. Lý Vị Ương nhìn rồi hiểu ra ngay, chính là một huỳnh quang. Nàng gật gật đầu nói, hắn cũng thật là lớn mật, không sợ truy binh dựa vào cái này mà đuổi tới hay sao? Triệu Nguyệt cười, tự tin nói, tiểu thư không cần lo lắng. Chúng ta phải dùng bột phấn cùng loại chiếu vào mặt trên mới nhìn thấy được dấu vết chủ tử lưu lại, người bình thường sẽ không nhìn thấy được đâu. Lý Vị Ương lúc này tâm tư mới thả lỏng, lập tức nói, người thay xiêm y cho ta, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài. Lúc này sắc trời cũng dần dần sáng, Bùi Bảo Nhi một đêm không ngủ, nàng ở trong lều trại lăn qua lộn lại, trước mắt đều hiện lên cảnh tượng giết chóc đêm hôm đó, vô cùng hoảng sợ. Từ trên giường ngồi dậy, tỷ nữ bên cạnh vội vàng nói, tiểu thư, tiểu thư không sao chứ? Bùi Bảo Nhi khẽ cắn môi nói, ta ở trong lều trại ngây người lâu như vậy, lại không có ai đến thăm ta sao? Tỷ nữ cúi đầu, hiện thời cục diện này còn có ai dám đến thăm tiểu thư đây? Nàng chỉ nghĩ trong lòng, cũng không dám nói ra lời này. Bùi Bảo Nhi lại nói, A Lệ công chúa đâu? Nàng cũng không tới đây sao? Ngày hôm qua không phải bọn họ hiến tế trên thảo nguyên ư? Nàng thế nhưng cũng không tới mời ta. Sau đó sắc mặt của nàng âm trầm xuống, phân phó tỷ nữ, mau, thay quần áo cho ta, ta muốn đi tìm nàng. A Lệ nhất định là nghe được Lý Vị Ương nói gì đó mới có thể hoàn toàn không để ý tới mình. Nàng nhất định muốn làm cái gì đó để lấy lại mình hữu này, dù sao nàng vẫn rất cần đến A Lệ công chúa. Khi đi tới lều trại của A Lệ công chúa, Bùi Bảo Nhi mới phát hiện trong lều trại ngoài một nữ nô đã lớn tuổi, những người khác đều không thấy đâu. Nàng nhíu nhíu mày nói,
A Lệ công chúa đã đi đâu rồi? Nữ nô kia đang làm việc, giờ phút này ngẩng mặt lên có chút sửng sốt nhìn Bùi Bảo Nhi. Bùi Bảo Nhi lại nói, ta đang hỏi ngươi, A Lệ công chúa đi đâu rồi? Nữ nô kia thấy A Lệ công chúa là bằng hữu, thành thật nói. Đêm qua Tĩnh Vương Điện Hạ tới, nói là không tìm thấy người nào đó, muốn A Lệ công chúa cùng đi tìm kiếm. Công chúa vội vã mang theo những người khác đi, nhưng chuyện khác lão nô cũng không biết. Nàng tuổi lớn lại là nhũ mẫu của A Lệ công chúa, cho nên nàng chỉ ở trong lều trại chờ đợi. Nhưng nàng lại không nghe rõ lúc đó Nguyên Anh nói gì, chỉ có thể mông lung đoán được đại khái như vậy. Bùi Bảo Nhi nhướng mày, có thể để Tĩnh Vương Nguyên Anh cùng A Lệ công chúa cùng nhau đi tìm kiếm, sẽ là người nào đấy? Nàng trầm tư suy nghĩ nửa ngày, lại không thể nghĩ ra được, lập tức xoay người đi ra bên ngoài. Vừa đi, vừa suy nghĩ hết thảy một lượt, lại đột nhiên nghĩ tới một người, trong ánh mắt rất nhanh hiện lên một tia kinh hỉ. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một đám tiểu thư tuổi trẻ líu ríu cách đó không xa đã đi tới, tâm tư nhất động, đi tới trước mặt những người này nói, Triệu tiểu thư, còn có thể ở trên thảo nguyên này thư thái như vậy sao? Người kia là thiên kim tiểu thư Triệu gia, liếc mắt nhìn Bùi Bảo Nhi một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ hèn mọn. Sau khi các nàng chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở phủ thái tử, đối với Bùi Bảo Nhi đều là kính nhi viễn chi. Hiện tại nữ nhân này lại còn chẳng biết xấu hổ mà đi tới. Triệu tiểu thư không khỏi cúi đầu, làm bộ như không nhìn thấy nàng. Bùi Bảo Nhi cắn răng, ngăn các nàng lại nói. Nghe nói Quách tiểu thư ngày hôm qua không cẩn thận mắc mưa, liền bị sốt cao. Chúng ta nên đến thăm nàng một chút, có phải hay không? Những người khác liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều lộ ra sự kinh ngạc. Nghe nói chạm tay vào người Quách gia có thể bị bỏng. Triệu tiểu thư quay đầu lại nói, Quách tiểu thư là người tốt, theo lẽ thường chúng ta phải đến thăm hỏi nàng mới đúng. Nói xong, những người khác liền ào ào phụ họa đứng lên. Bùi Bảo Nhi cười lại một tiếng. Quách gia đối với những người khác đều vô cùng lãnh đạm, các ngươi như vậy còn không phải nhìn vào quyền thế Quách gia mà đến hay sao? Lập tức nàng nghĩ tới Quách gia, còn hai vị công tử chưa có hôn ước, liền hiểu ra các vị tiểu thư này là đang suy nghĩ cái gì. Lúc này người Quách gia ở trên thảo nguyên săn bắn đã gây ra náo động lớn, hoàng đế không ít lần ban thưởng, không giống với Bùi gia ba huynh đệ chết thảm. Nàng nghĩ tới đây không khỏi càng thêm tức giận, trên mặt lại mang theo vẻ tươi cười nói, chúng ta mau đi thôi. Chương 227, đại quân chết. Tất cả các tiểu thư đi đến bên ngoài lều trại Quách gia, Bùi Bảo Nhi vô cùng nóng vội, dẫn đầu mọi người tiến vào trong trước. Các tiểu thư đi phía sau, trên mặt lộ ra ba phần kinh ngạc. Có hai người khẽ khẽ nói nhỏ với nhau. Hay, người xem Bùi Bảo Nhi kìa, cũng giống như chúng ta đều quan tâm tới Quách tiểu thư, thật là một tấm chân tình. Người kia lại cười lại nói, đúng vậy, tình cảnh này thật sự rất kỳ quái. Trước kia Quách gia cùng Bùi gia luôn ở thế đối lập, nàng lại vẫn có thể quan tâm tới Quách gia, làm cho mọi người cảm thấy trong lòng có chút hoài nghi. Vương tiểu thư phủ đại lý tự đang đứng bên cạnh mỉm cười nói, chôn cúng tế gà, đến cùng là có mục đích gì, chỉ sợ chỉ có bản thân Bùi tiểu thư mới biết thôi. Vừa nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều cười khẽ. Các nàng cũng biết Bùi Bảo Nhi không hề có hảo tâm, mọi người đều có chung một suy nghĩ, càng là biết rõ Bùi gia, Quách gia hai nhà đã trở mặt thành thù, càng là muốn biết vì sao Bùi Bảo Nhi lại muốn đến liều trại của Quách gia để thăm hỏi Quách gia chứ. Quả thật là có trò hay để xem. Bùi Bảo Nhi trong lòng mừng thầm, dĩ nhiên là muốn đến nhìn xem Quách gia kia tự cho mình là nổi bật, tự cho mình là thanh cao, đương nhiên sẽ không dễ dàng mà tha cho nàng. Tỷ nữ trước cửa ngăn cản các nàng không cho vào, Bùi Bảo Nhi cười lạnh đi qua, chỉ thấy một nha đầu bình thường trong phủ Quách gia, không thấy Triệu Nguyệt đâu cả. Nàng không khỏi cười lạnh một tiếng. Từ lúc mới bắt đầu dựng trại đến giờ, bên người Lý Vị Ương luôn có tỷ nữ thân cận Triệu Nguyệt không rời nàng nửa bước, ngay cả lúc nàng nghỉ ngơi, Triệu Nguyệt cũng đều chờ đợi bên ngoài lều trại. Nếu muốn tìm Lý Vị Ương thì phải đi qua các nàng, điều đó vô cùng phiền toái. Chỉ cần thấy nha đầu bên hông đeo nhuyễn kiếm kia, nàng cũng không dám đến gần rồi. Hiện giờ Triệu Nguyệt lại không đứng gác trước lều trại Quách gia, điều này nói lên cái gì đây? Chứng minh bản thân đã đoán đúng, Lý Vị Ương căn bản không có ở đây. Bùi Bảo Nhi trong lòng cười lạnh, chủ động tiến lên nói, chúng ta đến thăm Quách tiểu thư, nghe nói nàng thân thể không khỏe, cảm nhiễm phong hàn, đúng thật là như thế chăng? Tỷ nữ kia sửng sốt, lập tức theo bản năng nhìn vào trong lều trại nói, chuyện này
Đúng thực là như thế. Tiểu thư nhà nô tỳ thân thể không khỏe, chỉ sợ không thể tiếp kiến các vị. Bùi Bảo Nhi trên mặt sớm hiện ra một tia đắc ý, bất giác nở nụ cười. Tươi cười kia khác hẳn với những ngày tối tăm gần đây, trở nên vô cùng sáng sủa. Bộ dáng phảng phất như đầy quan tâm đối với Lý Vị Ương, ngữ khí cũng thập phần ôn nhu. Chúng ta đều là bằng hữu của Quách tiểu thư. Nghe tin nàng nhiễm phong hàn, liền đến thăm nàng cũng là hợp tình hợp lý. Đứng bên cạnh, các tiểu thư lẳng lặng nhìn, trên mặt đều lộ ra vẻ đăm chiêu. Sự việc này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng cổ quái. Bùi Bảo Nhi biểu hiện ra đều là nhiệt tình, mà tỷ nữ kia thì lại co rúm sợ sệt, trong này nhất định có sự khác thường. Trong liều trại Quách gia này chẳng lẽ thực có cái gì không đúng sao? Thậm chí có người còn ác ý suy đoán, chẳng lẽ Quách gia tiểu thư lại đang che giấu nam nhân? Vương tiểu thư cười khanh khách đi lên phía trước, nói với tỷ nữ kia: "Ngươi vào bẩm báo với tiểu thư nhà ngươi, nói chúng ta cùng nhau đến thăm nàng. Nếu là phong hàn cũng không có gì phải sợ. Chỗ ta có một hộp thuốc trị phong hàn rất tốt, chờ ta trở về liền đem đến đây. Ta tin Quách tiểu thư rất nhanh sẽ khang phục." Các tiểu thư bên cạnh nghe được Vương tiểu thư nói như vậy, cũng đều ào ào đi lên phía trước, muốn ép tỷ nữ kia phải bước vào trong lều trại thông báo cho Lý Vị Ương. Tỷ nữ chậm chạp, không có ý định làm theo nói. Nhưng tiểu thư đã phân phó xuống dưới, mà kệ là ai đều không được quấy rầy, còn nữa, sợ là sẽ lây bệnh sang cho các vị. Uy Bảo Nhi trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, ánh mắt mang theo hàn ý. "Chúng ta không sợ, ngươi sợ cái gì? Đến cùng là tiểu thư nhà các ngươi phân phó không cho phép quấy rầy, hay là nàng ta căn bản không có ở trong lều trại lúc này?" Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Mới sáng tinh mơ, Lý Vị Ương đã không ở trong lều trại thì có thể ở nơi nào đây? Tỷ nữ kia sắc mặt trắng bệch không khỏi tức giận nói: "Bùi tiểu thư đây là có ý gì? Tiểu thư nhà chúng ta không ở trong trại thì ở chỗ nào được chứ?" Đôi mắt đẹp của Bùi Bảo Nhi đảo nhìn xung quanh, trong miệng bật cười: "Đúng vậy, hiện tại còn chưa tới giờ đưa cơm đâu." Nàng nói tới đây, mắt liếc nhìn các tiểu thư khác một cái. Từ lúc đến Thảo Nguyên, đồ ăn của mọi người đều là thống nhất, cung ứng. Đương nhiên, các gia tộc đều phải trợ cấp. Đồng hội cung cấp căn cứ vào đó mà phân chia đồ ăn khác nhau cho mỗi gia tộc. Lý Vị Ương có khả năng chạy tới nơi nào đây? Chuyện này bất luận như thế nào cũng không hợp quy củ. Nàng lạnh lùng cười tiếp tục nói: "Ta nghĩ không phải buổi sáng sớm nàng mới rời đi, mà là từ đêm qua căn bản đã không có ở trong lều trại. Muốn chứng thực cũng không khó, ngươi cho chúng ta vào đi, nhìn xem trên giường có người đang nằm ngủ hay không. Ồ, đương nhiên nếu ngươi không chịu, chúng ta cũng không ngại sẽ chờ bên ngoài một chút. Đợi đến lúc tiểu thư nhà ngươi trở về, việc ở bên ngoài ngây người một đêm, cùng với việc ngủ trong lều trại một đêm, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, sợ sương sớm đều đã làm ướt quần áo trên người rồi." Nàng nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười ác ý. Vương tiểu thư bên cạnh cùng những người khác liếc nhau, trong mắt đều thấy được sự khiếp sợ. Lý Vị Ương không ở trong lều trại mà ở bên ngoài một đêm, điều này thì nói lên được cái gì? Phải biết rằng Tề Quốc công phủ có tiếng gia giáo nghiêm khắc, thế nhưng tiểu thư Quách phủ ở bên ngoài một đêm chưa về, loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, thanh danh của Quách gia sẽ bị sụp đổ, tiếp theo cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ gia phong cùng danh dự của gia tộc, người Quách gia cũng sẽ không thể ngẩng đầu lên. Trên mặt Vương tiểu thư hiện ra ba phần do dự. Nàng biết Bùi Bảo Nhi sáng tình mơ tới tìm Quách gia là không có ý tốt, lại thầm nghĩ mình chỉ làm quần chúng, căn bản cũng không muốn bị liên lụy vào chuyện này. Nàng theo bản năng lùi về phía sau một bước, hòa vào mọi người đứng đó. Lương tiểu thư bên cạnh tương đối nhát gan mở miệng nói: "Quách tiểu thư đã không có ở đây, chúng ta buổi chiều lại đến thăm nàng là được." Nàng nói như vậy, liền có hai ba người phụ họa. Bùi Bảo Nhi nhìn các nàng cũng là cười lạnh một tiếng, nói: "Chư vị tiểu thư lại nhát gan như thế, đều nói Quách gia bọn họ quyền cao thế đại, gia tộc các ngươi cũng không phải cửa nhỏ nhà nghèo, thế nào lại lộ ra bộ dáng sợ sệt như thế? Chúng ta bất quá là quang minh chính đại đến phái phỏng, cũng không làm chuyện gì sai, chẳng lẽ còn muốn chúng ta trốn tránh nàng?" Nàng vừa nói xong, liền đẩy nha đầu kia ra, xông thẳng vào lều trại. Các tiểu thư khác thấy nàng vô lễ như thế đều có chút chần chừ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Vương tiểu thư liếc mắt nhìn mọi người một cái, không khỏi hạ quyết tâm nói: "Đã cùng nhau đến đây rồi, chúng ta vào đi thôi." Các nàng đều đi đến cửa,
Nếu không đi vào ngược lại thì có vẻ như trong lòng có quỷ. Chuyện này đều là do Bùi Bảo Nhi gây ra. Các nàng bất quá chỉ là quần chúng, xem xong náo nhiệt thì đi, thêm chút trà dư tiểu hậu làm đề tài câu chuyện mà thôi, lại có cái gì không tốt đây. Nói xong, nàng cũng theo Bùi Bảo Nhi tiến vào. Các tiểu thư khác liếc nhau, cũng nối đuôi nhau mà vào. Vương tiểu thư vừa mới bước nhanh vào, không có phòng bị, đột ngột bị dừng lại, đập cả mặt vào lưng Bùi Bảo Nhi. Nàng không khỏi tức giận nói, người làm gì lại đứng ở cửa vậy? Bùi Bảo Nhi không hề động đậy, hoàn toàn ngây ngốc đứng ở trước cửa. Nha đầu từ bên ngoài lều trại vội vàng chạy vào trong nói, ai nhá, đều là do các tiểu thư cả, tiểu thư nhà nô tỳ thân thể không khỏe, không tiện tiếp khách mà. Trong lều trại, cảnh tượng mới nhìn thấy làm tất cả mọi người đều ngây ra. Sau bức màn lụa trùng trùng, một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại nửa nằm nửa ngồi trên giường, trên người đắp chiếc chăn thật dày, một bàn tay giơ ra, thái y đang chẩn trị cho nàng. Nữ nhân có khuôn mặt thanh thoát, con người tối đen, thân hình mảnh khảnh, tuy rằng cách một tấm màn nhưng cũng có thể nhìn rõ mặt, không phải Lý Vị Ương thì còn ai. Bùi Bảo Nhi sửng sốt, lập tức bật thốt lên nói, ngươi sao ngươi lại ở trong lều được? Thái y nhìn thấy tiểu thư trang điểm xinh đẹp như vậy bước vào, một loạt mùi hương xộc vào trong mũi, vội vàng lui sang một bên. Lý Vị Ương chậm rãi xốc màn lên, lộ ra một đôi con người tối đen. Nàng nhìn mọi người lộ ra vẻ mặt cười như không cười. Đến chỗ ta thật sớm, Bùi tiểu thư thật sự đang muốn làm gì đây? Ta không ở trong lều trại thì nên ở nơi nào? Bùi Bảo Nhi nhìn vẻ mặt Lý Vị Ương, không khỏi nhớ tới ngày đó, buổi tối người thân của nàng bị giết hại. Nàng đột nhiên lui về phía sau một bước trùng trùng dẫm nát hoa văn theo trên giày của Vương tiểu thư. Vương tiểu thư muốn kêu thành tiếng, thế nhưng sợ mất thể diện nên chỉ có thể nhịn xuống, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bùi Bảo Nhi. Bùi Bảo Nhi lại cố tình không xin lỗi, nàng trừng mắt Lý Vị Ương, trỏng mắt như muốn rơi xuống. Nàng thật không ngờ Lý Vị Ương thật sự đang ở trong lều trại, lại nghe thấy đối phương cười nhẹ nói, chư vị tiểu thư cũng cùng nhau đến thăm ta sao? Xem ra trên thảo nguyên này thực không có gì bí mật. Ta bất quá là ngày hôm qua cảm nhiễm phong hàn, thức dậy muộn một chút, khiến cho mọi người lo lắng như thế. Gia Nhi trong lòng thật sự là băn khoăn. Nàng vừa nói, một bên lại phân phó Triệu Nguyệt bên cạnh, người đi lấy ghế, mời các tiểu thư ngồi xuống nói chuyện đi. Triệu Nguyệt nhìn các vị tiểu thư này, ánh mắt lạnh như băng. Nàng mở miệng nói, tiểu thư, thái y đã nói người cần tĩnh dưỡng, những người này lại vội vội vàng vàng chạy vào đây thật sự rất không ổn. Nếu để các nàng ngồi trong này, chẳng phải là quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi hay sao? Lý Vị Ương thần sắc ửng hồng, thanh âm khàn khàn, tóc mây khẽ buông lỏng, thoạt nhìn thật sự mang bộ dáng đang có bệnh. Vương tiểu thư nghe Triệu Nguyệt nói như thế thì mặt cũng ửng hồng, đôi hoa tai san hô đeo bên tai lay động, cười đến cực nhu hòa nói, không cần không cần, ta chỉ đến thăm ngươi, ta sẽ trở về cho người mang một hộp thuốc tới, mong người sớm được bình phục, chúng ta cũng phải đi thôi. Bên cạnh liền lập tức có người phụ họa nói, đúng vậy, chúng ta cần phải đi rồi, cũng đến giờ đưa đồ ăn tới, chúng ta sẽ quay lại đến thăm Quách tiểu thư sau. Nói xong, một đoám oanh oanh yến yến bước nhanh ra khỏi lều trại, như là phía sau có quỷ đuổi theo. Duy nhất có một người còn sững sờ đứng tại chỗ là Bùi Bảo Nhi. Lý Vị Ương ánh mắt tối đen, nhìn lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bùi Bảo Nhi, tươi cười dẫn theo một tia châm chọc. Lạnh nhạt, Bùi tiểu thư, cố tình đến nơi này làm khách sao? Bùi Bảo Nhi liếc mắt nhìn chung quanh một lượt, chỉ cảm thấy toàn bộ lều trại có một loại âm khí bức người, còn có Triệu Nguyệt nắm trong tay nhuyễn kiếm, thoạt nhìn làm cho người ta khiếp sợ. Nàng chỉ cảm thấy da đầu run lên, lại không dám nói nhiều, quay người cũng nhanh bước ra ngoài. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng nói với thái y bên cạnh, Lương thái y, chuyện hôm nay đa tạ ông. Lương thái y gật gật đầu mỉm cười nói, tiểu thư thật sự là bị phong hàn, hơn nữa là phong hàn nhập thể, bệnh tình không được khinh suất. Theo ta thấy hai ngày này nên nằm trên giường tĩnh dưỡng mới thỏa đáng. Lý Vị Ương gật gật đầu nói với Triệu Nguyệt, đưa thái y ra ngoài đi. Triệu Nguyệt khom người vâng lệnh, sau đó tiễn Lương thái y ra ngoài. Lý Vị Ương khẽ thở dài một hơi, lại thấy sau bình phong bên cạnh hiện ra thân ảnh của Quách Trừng. Quách Trừng mỉm cười nói, hôm nay thật đúng là một hồi sợ bóng sợ gió rất mạo hiểm. Lý Vị Ương nhìn hắn mỉm cười nói, có người quen thuộc địa hình thảo nguyên hỗ trợ, muội mới có thể trở về trước hừng đông, việc này đều phải đa tạ A Lệ công chúa. Người Quách gia cũng thật thông minh,
Lý Vị Ương vừa mới tiến vào lều trại đã dàn xếp ổn thỏa, lập tức mời thái y tới chẩn trị cho nàng, cũng không nói là bệnh gì to tát, chỉ nói là cảm nhiễm phong hàn. Quách Trừng nở nụ cười, hắn nhìn về phía Lý Vị Ương nói, ta sẽ gặp A Lệ công chúa để cảm tạ nàng. Nhưng ta nghĩ hiện tại nàng có lẽ không có tâm tình nghe chúng ta nói chuyện đâu. Lý Vị Ương nghe đến đó trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sao vừa rồi muội không thấy tứ ca ngũ ca đến, bọn họ đi đâu rồi? Quách Trừng mỉm cười, thanh âm sang sảng nói, ngũ ca muội đương nhiên là đi hồi bẩm phụ thân, bằng không liên lụy phụ thân lo lắng sẽ không tốt lắm. Còn về phần Quách Đôn thì... Nói tới đây hắn đột nhiên nhìn muội muội cười cười. Lý Vị Ương thấy hắn vẻ mặt khác thường, không khỏi truy vấn nói, tứ ca như thế nào? Nàng tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại biết nhất định phát sinh sự tình gì. Quả nhiên liền nghe thấy Quách Trường cười to nói, đêm qua A Lệ công chúa vì đi tìm kiếm muội, dẫn theo hộ vệ đi ra ngoài, lại không cẩn thận bị ngã xuống từ trên lưng ngựa, mặn cả chân bị thương, cuối cùng là tứ ca của muội đem nàng cùng ngồi trên lưng một con ngựa trở về. Hắn đang ở trong lều trại của A Lệ công chúa, vu y Thảo Nguyên đang xem xét thương thế của nàng. Lý Vị Ương sửng sốt, đã thấy Quách Trường nhìn nàng cười đến tề mi lọng nhãn. Nàng tâm niệm vừa chuyển, không khỏi mở miệng nói, xem ra tứ ca thật sự thích A Lệ công chúa. Từ trước cho tới bây giờ chưa từng thấy tứ ca đối đãi với cô nương nào ân cần như vậy. Quách Trường cười cười, tứ ca muội rất thích cuộc sống du mục. Ngày đó thấy A Lệ công chúa khiêu vũ, ánh mắt hắn liền nhìn nàng chằm chằm. Ta thấy tính cách hắn sang sảng, rất xứng đôi với A Lệ công chúa. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, lại nhẹ nhàng thở dài nói, nhưng người A Lệ công chúa vừa ý lại là Tĩnh Vương Điện Hạ. Nếu không phải như thế thì đây thực sự là một mối nhân duyên tốt. Lúc này không cần lo lắng tranh cãi lợi ích quốc gia, thanh niên nam nữ tình đầu ý hợp, đây cũng là lẽ thường tình. Nếu như A Lệ công chúa có thể quay đầu thích Quách Đôn thì đây thật sự là chuyện tốt đẹp. Dù sao nếu so sánh giữa Tề Quốc công phủ cùng Tĩnh Vương phủ vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt. Gả cho Tĩnh Vương tương đương gả cho một cái đại phiền toái, nhưng nếu gả cho Quách Đôn, Lý Vị Ương nghĩ đến Tề Quốc công Quách Tố đối đãi như thế nào với Quách phu nhân, liền có thể tưởng tượng được cuộc sống của A Lệ công chúa về sau nhất định sẽ thập phần thích ý. Ít nhất nam tử Quách gia sẽ không nạp thiếp, trong phòng ngủ cũng không lưu giữ nha đầu. Ở đại đô này không một ai làm được như thế. Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều thiên kim tiểu thư coi trọng mấy vị công tử Quách gia. Dù sao Quách gia quyền thế như mặt trời ban trưa, mà nhóm thiếu niên Quách gia cũng là anh tuấn dũng mãnh, văn võ song toàn, thật sự làm cho người ta phải động tâm. Trần Lưu công chúa cùng Quách phu nhân đều là người tâm địa thiện lương, hơn nữa rộng lượng sáng sủa, đối với con dâu cũng vô cùng thân mật. Giống đại tẩu cùng nhị tẩu của nàng vào cửa đã lâu như vậy, lại đều không sinh được con. Nếu là gia tộc khác, chỉ sợ đã sớm để trong phòng vài nha đầu cùng thị thiếp, nhưng ở Quách phủ cũng chưa từng đề cập tới. Điều này cho thấy bọn họ đối với nữ tử thực sự là tôn trọng trung tình. Quan trọng là A Lệ công chúa có thể xoay chuyển tâm tư của nàng được hay không. Đôi khi hôn nhân không phải là yêu nhất mà là thích hợp nhất. Về điểm này, A Lệ công chúa còn là một tiểu cô nương như vậy, sợ là sẽ chưa thực sự hiểu rõ. Lý Vị Ương nghĩ đến đây lại khe khẽ thở dài một hơi. Quách Trừng thấy bộ dáng của nàng như vậy kinh ngạc nói, muội thế nào mà ba ngày hai đầu than thở, nửa điệp cũng không hề giống tiểu cô nương ở độ tuổi này thế. Lý Vị Ương ý cười mong manh lại ấm áp vô cùng nói, có lẽ muội tuổi đã lớn chính là huynh không biết mà thôi. Quách Trừng liếc mắt lên lên xuống xuống đánh giá nàng một lượt tới, hay là muội cải lão hoàn đồng có thuật hồi xuân cho nên thoạt nhìn mới giống tiểu cô nương 18-19 tuổi. Biện pháp này muội nên dạy lại cho ta, sau này ta cũng có thể vĩnh viễn giữ được dáng vẻ thanh xuân. Lý Vị Ương thấy hắn vui vẻ cũng mỉm cười không nói chuyện nữa. Quách Trừng không biết kiếp trước nàng sống 37 tuổi, sống lại cuộc đời này nàng đang 19, hai đời cộng lại cũng không phải là một bà lão làn da nhăn nhăn, tóc mai như xương sao? Ngay cả bề ngoài tuổi trẻ, nhưng tâm tình nàng cũng đã là một bà lão. Cho nên nàng nói mình tuổi đã lớn, lời này thật đúng, không phải là đùa. Nhưng tam ca trước mắt này, rõ ràng thấy là nàng đang nói giỡn. Đúng lúc này, tỷ nữ bên ngoài lại một lần bước nhanh tiến vào, sắc mặt hoảng loạn, thở hổn hển. Triệu Nguyệt nhìn nàng không khỏi trách cứ nói,
Không phải bảo ngươi đứng gác ở cửa sao? Thế nào lại xông vào đây? Có việc gì gấp ư? Nói còn chưa xong, Lý Vị Ương liền thấy một thân ảnh quen thuộc cùng tỷ nữ bên người nhanh chóng đi vào. Nàng không khỏi sửng sốt, lại thấy thân ảnh kia thoáng chốc đã đi tới, một tay bắt lấy nàng, ôm vào trong ngực. Cảm giác kia ấm áp, làm Lý Vị Ương trong phút chốc nói không ra lời. Thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: Mẫu thân, sao người lại tới đây? Quách Trường trên mặt cũng là một bộ dáng kinh ngạc. Hắn nhìn Quách phu nhân quả thật là sửng sốt, nửa ngày mới nói ra được: Đây là có chuyện gì? Mẫu thân thế nào lại đến đây? Quách phu nhân trừng mắt nhìn hắn nói: Sau khi các con xuất phát, ngày thứ ba ta liền lặng lẽ đi theo. Phụ thân còn lo lắng quá mức, sống chết cũng không cho ta đi cùng. Trên thảo nguyên này chẳng lẽ có mãnh thú nhảy ra định ăn thịt ta hay sao? Quách Trường cười khổ, hắn nhìn Quách phu nhân đầy bộ dáng phong sương, liền biết là mẫu thân ngày đêm không nghỉ, một đường tới đây. Hắn vội vàng giải thích nói: Phụ thân đương nhiên là lo lắng cho thân thể của mẫu thân. Người cũng không phải không biết, gió trên thảo nguyên rất lớn, nhiệt độ ngày đêm đã chênh lệch cũng nhiều. Mẫu thân ở nơi này thật sự sợ là không ổn, cho nên hàng năm săn bắn, phụ thân đều muốn mẫu thân ở nhà. Việc này hoàn toàn là vì muốn tốt cho người thôi. Quách phu nhân làm sao lại không biết được nỗi khổ tâm của trượng phu mình? Chẳng qua giờ phút này, bà sao có thể an tâm mà nghỉ ngơi ở nhà? Quách gia là gốc rễ của bà, một ngày không nhìn thấy nữ nhi, trong lòng bà liền thật sự hoảng sợ. Hơn nữa bà luôn nghĩ, bà đứa con trai của mình đều cầu thả, chỉ sợ cũng không thể chăm sóc thật tốt cho nữ nhi. Nếu ở trên thảo nguyên phát sinh sự tình gì, bà nên làm thế nào cho phải đây? Cho nên bà thúc ngựa không dừng vó, lặng lẽ theo đuôi mà tới. Vừa đến nơi dừng lại ở cửa, lại nghe thấy tỷ nữ kia nói cái gì mà tiểu thư nhiễm phong hàn, cho nên bà khẩn cấp chạy vào ôm lấy Lý Vị Ương, tả hữu xem xét một phen, lại sờ sờ trán của nàng nói: Là hơi bị sốt. Quách Trường, ta dặn con phải chăm sóc muội muội cho tốt, thế nào có mỗi việc này cũng làm không xong thế. Lý Vị Ương nghe thấy Quách phu nhân nói vậy, trên người từng đợt truyền đến rung động. Trên người mẫu thân có một mùi hương độc đáo, làm lòng nàng an định xuống. Nàng mỉm cười nói: Ngày hôm qua, lúc hiên tế đột nhiên có một trận mưa lớn, gia nhi không cẩn thận bị ướt nên mới bị cảm lạnh mà thôi. Đây cũng là bệnh nhẹ, mẫu thân không cần phải lo lắng, nghỉ ngơi hai ngày sau sẽ khỏe lại. Nàng vừa mới dứt lời, lại nhẹ giọng ho khan. Nhìn thấy Quách phu nhân lo lắng bất an, vội đè nén xuống. Quách phu nhân đau lòng nhìn nàng nói: Thật là đứa nhỏ khờ, mẫu thân không ở bên cạnh con liền sinh bệnh. Bây giờ đã có mẫu thân ở đây, vậy là tốt rồi. Lúc này lại nghe thấy một giọng nói: Tường Lan, nàng đã chạy tới đây, cũng không báo cho ta một tiếng, là muốn hủ chết ta sao? Thanh âm này làm thân thể Quách phu nhân chấn động, lập tức có chút chột dạ quay đầu, nhìn thấy chính là trượng phu của mình, Tề Quốc Công Quách Tố. Tuy rằng Quách Trường bọn họ muốn giấu giếm, nhưng Quách Tố sớm đã đoán được có chỗ không đúng. Một hồi ép hỏi đã biết được sự tình Lý Vị Ương mất tích, nhưng lúc hắn vừa muốn đi tìm thì Thánh Chỉ liền tới. Hoàng đế tìm hắn cùng nhau chơi cờ, căn bản không có cách nào đi được. Muốn lặng lẽ rời đi, lại sợ hoàng đế nhìn ra manh mối, chỉ có thể cố gắng ngồi nơi đó 3 canh giờ, gấp gáp đến độ cả người đổ mồ hôi. Sau đó Quách Trường lặng lẽ đi vào báo tin tức, nói cho hắn Lý Vị Ương đã được tìm thấy. Hắn lúc này mới yên lòng.